Chào em. Hôm nay chúng ta sẽ bắt tay vào bài chữa các cái bài tập trắc nghiệm trong cái bài các dạng toán về dao động điều hòa. Và ở đây thì phần bài tập của cái bài này là khoảng tổng cộng hơn 100 bài. Thầy sẽ phải chữa thành hai buổi trưa nhé. Buổi hôm nay thầy sẽ chữa các cái bài toán về thời gian và về quãng đường mà chúng ta thầy vừa giảng lý thuyết xong ấy. Có tất cả là 60 bài. Bài tập thì rất là nhiều nhưng mà chữa thì chắc chắn là không thể có đủ thời gian để thầy chữa tất cả các bài. Và lại thì có nhiều bài các em có thể giải quyết được ngay. Nên thầy sẽ chọn lọc những bài nào cần chữa sẽ đưa ra để chúng ta cùng làm nhé. Bài học 1 thứ nhất là các bài toán về thời gian. Các bài toán về thời gian ở đây ta có từ câu 1 cho tới câu 46 hoặc 46. Những câu đầu tiên là hầu như ta sử dụng trục thời gian để giải quyết thôi. So sánh hai cái mốc thời gian. Ví dụ với câu số 1, thầy có thể chữa miệng thôi nhé. Câu số 1 thì T1 là thời gian vật đi từ vị trí cân bằng đến A trên 2. Thì các em tìm ngay là T1 bằng T trên 12. T1 bằng T trên 12. T2 là thời gian vật đi từ đi độ A trên 2 đến biên dương, ngắn nhất nhé. Thì ta tìm được T2 bằng T trên 6. Vậy rõ ràng ta thấy ngay là T2 gấp 2 là T1. T2 bằng 2T1. Nhưng đáp án này không có đáp án nào nói rằng T2 bằng 2T1. Mà chỉ có một đáp án là T1 nửa T2. Cái này nó chính là T1 bằng 0,5 lần T2. Và từ đó ta được đáp án là A. Câu 2 tương tự. T1 thì các em tính ngay vị trí cân bằng đến A là T trên 4. Và T2 là khoảng thời gian vật đi từ lý độ trừ A trên 2 đến biên dương là T trên 3 đấy. Một cái là T trên 4, một cái T trên 3. Các em lập tỷ số đi. Câu số 4, các câu 4, 5, 6 có lẽ là thôi thầy không chữa nữa. Đây có nói đến câu số 10, thì phải chữa câu số 10 nhé. Để các câu nó ná như nhau, thì đưa ra chủ đề cho mọi người luyện tập thôi. Câu số 10 này, nói rằng là khoảng thời gian ngắn nhất và đi từ đi độ A căn 2 trên 2 đến đi độ A trên 2. Ta phải hình này nhé. Không này, A này. Trừ A này, A căn 2 trên 2, đây. Đến đi độ A trên 2 đây. Ta biết rằng từ 0 đến A trên 2 là hết T trên 12 này. Từ 0 đến A căn 2 trên 2 là hết T trên 8 này. Vậy thì trong khoảng thời gian từ A căn 2 trên 2 về A trên 2 của ta, thì thời gian T của ta, gọi là T đấy, thì chính là T trên 8 trừ T trên 12. T trên 8 trừ T trên 12 nó là T trên 24. T trên 24. Và giả thiết cho biết rằng là T trên 24 này hết là 0,5 giây. 0,5 giây, vậy từ đó các em tìm ngay được chu kỳ T. 24 nhân 0,5 là 12 giây. Các em được đáp án là B. Câu số 11, cũng một câu kiểu bài này. T là khoảng thời gian mà đi từ trừ A căn 2 trên 2 đến ly độ A. Đây, là cái hình nhé. Không này, A này, trừ A này, trừ A căn 2 trên 2 đây. Đó, đi từ đây lên đây. Hết thời gian là bao nhiêu đây, các em phân tích cái này ra này. Cái này là T trên 8, T trên 8 cộng cái này là T trên 4, nữa là 3T trên 8. Vậy tổng thời gian của ta là hết 3T trên 8. Và giả thiết cho biết 3T trên 8 này bằng 0,3. Khỏi 3 giây, vậy rút ra được chu kỳ T thì bằng 0,8 giây. 0,8 giây. Thì các em được đáp án là đáp án C. Tương tự với câu 12. Câu 12 các em phải thuộc cái trục thời gian nhé, thì giải quyết nó rất là nhanh. Câu 15. Câu 15 này. Vật giao động với biên độ A này, chu kỳ T này, thời điểm ban đầu vật ở đi độ A. Không này, thời điểm ban đầu vật ở đi độ A này. Đi độ A. Sau đó 3T trên 4. Sau đó 3T trên 4. Thì các em phân tích cái 3T trên 4 ra. 3T trên 4 thì nó chính là bằng T trên 2 cộng với T trên 4. Vậy từ đây T trên 2 và xuống đây. Sau T trên 4 nữa vật ở vị trí cân bằng. Sau đó vật ở ly độ chính là ly độ x bằng 0. Câu 17. Đến trước câu 17. Câu 17 này. Thời điểm ban đầu này vật ở ly độ A trên 2. Đó.
vẫn dùng cái trục này nhé. 0 này, A này, trừ A này, lý độ A trên 2. Thì đã bắt đầu lực vật ở lý độ A trên 2 và đang chuyển động theo chiều âm. Chiều âm đi xuống. Sau đó 2T, 2T trên 3. Thì kẻ phân tích 2T trên 3 ra. Đấy nhé, đi từ A trên 2 về vị trí cân bằng đã. Ta phân tích qua những nấc đặc biệt như là vị trí cân bằng cho dễ. Từ đây xuống đây ta mất T trên 12 rồi. T trên 12 và 2T trên 3, 2T trên 3 này. Đến đây là hết T trên 12 này. Xuống đây nữa mất T trên 4. T trên 12 cộng T trên 4 là T trên 3. T trên 3. T trên 3 bây giờ thầy cần thêm T trên 3 nữa. Ồ thì vật vẫn ở lý độ A trên 2. Vật vẫn ở lý độ A trên 2. A trên 2 thì chuyển động chiều âm. Sau đó thì vật vẫn đi xuống đây. Xuống đây lên đây. Cũng giống nhau với mỗi một cái đoạn của ta là T trên 3. Đoạn bên này của ta cũng là T trên 3 nữa. 2T trên 3 thì tách thành là 2 lần T trên 3 cộng với T trên 3. T trên 3 thì đi từ A trên 2 xuống trừ A nhé. Trừ A sau đó thì lại đi từ trừ A lên A trên A. Vật dừng ở lý độ X bằng A trên 2. Bây giờ thầy trước câu 20. Câu 20 này. Vật dẫn động điều hóa quy trình này, x bằng 10 cos của 2πt trừ pi trên 6. 2πt trừ pi trên 6. Vật qua vị trí cân bằng lần đầu tiên. Lần đầu tiên. Tức là lần đầu tiên phải tính từ lúc vật bắt đầu xuất phát nhé. Vật bắt đầu xuất phát. Vậy đây ta có này, tại hiện t bằng 0. Em thay vào em sẽ được x 0 bằng cos của trừ pi trên 6 thì bằng căn 3 trên 2 bằng 5 căn 3. Và v 0 của ta là trừ v của trừ sin của trừ pi trên 6, v không của ta là dương. Vật bắt đầu đi từ lý độ đó. Đây, 0 này, 10 này, trừ 10 này, bắt đầu đi từ lý độ 5 căn 3 đây. Theo chiều dương. Vật qua vị trí bằng lần đầu tiên này, em hình dung rồi. Lần đầu tiên. Vậy khi đó thời gian t của ta, thời gian t của ta tính được ngay này, từ 5 căn 3 đến 10 là t trên 12. 1/12 t cộng với đây là 1/4 t nữa thì bằng 1/3 t. Thì lần đầu tiên hết 1/3 t chính là bằng 1/3 giây, bởi vì t của ta là bằng 1 giây, t 1 giây. Đấy nhá, từ đường a căn 3 trên 2 đến a là hết 1/12 nhé em, và cái này là 1/4 nữa. Câu 21 không có gì này, hãy chia câu 22. Một vật dao điều hòa có tần số 2Hz. Vậy thì chu kỳ T của ta bằng 1/2 giây. Biên độ 4. A 4cm này. Ở thời điểm nào đó vật chuyển động theo chiều âm qua lý độ 2. Đây hình 0 này, biên độ là 4 này. Thì cho trên là dương 4 đi, dưới là âm 4. Ở thời điểm nào đó này, vật chuyển động qua chiều theo chiều âm nhé, qua lý độ 2. Lý độ 2 theo chiều âm nhé, đang đi xuống. Thì sau đó 1/12 giây. Đây là T của ta sau đó bằng 1/12 giây. Thì bằng 1/12 giây chính là 1/6 lần chu kỳ T. Đi từ đây về xuống 1/6 nhé. Thì các em thấy được ngay này, đi từ 2 này xuống là vị trí cân bằng là ta đã mất 1/12 rồi. Vậy để mất 1/6 T phải ở lý độ trừ 2 xuống đây. Vậy khi đó vật ở lý độ x chỉ bằng -2 cm và đang đi theo chiều này chiều âm.